Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới hy thành. Bồ Đề giác đạo, Phật đạo tu thành công, thì nguyện lực của ta mới hy thành tựu. Phát tâm như vậy gọi là đại, phát tâm Bồ Đề như thế thì không có gì lớn hơn nữa. Chúng sanh độ hết, nguyện ta mới hết là Bồ Tát phát tâm. Xét xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, đây chính là tiểu thừa. Nhị thừa thì tự độ mình, nhìn thấy ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì thấy khổ như lao tù. Nhìn thấy sanh rồi lại sanh, chết rồi lại chết, sanh sanh tử tử, thì giống như oan gia đối đầu, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Vì thế chỉ biết độ mình, không muốn độ kẻ khác. Phát tâm như vậy gọi là tiểu. Phát tâm Bồ Đề như thế gọi là tiểu. Tiểu nghĩa là tâm lượng quá nhỏ hẹp. Đại nghĩa là vô cùng rộng lớn, hết sức tinh vi. Bài Pháp Giới Tụng tôi viết trước kia cũng chính là biểu hiện cho đại. Pháp giới vi thể hữu hà ngoại, hư không thị dụng vô bất dung, vạn vật bình đẳng lìa phân biệt, nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông. Dịch: pháp giới là thể có chi ngoài, hư không là dụng đều dung chứa, vạn vật bình đẳng lìa phân biệt, một niệm không sanh bạt ngữ ngôn. Đó chính là tâm lớn. Lại nữa: tánh tận nhân kỷ tham thiên địa, tâm đồng nhật nguyệt diệu dương xuân. Dịch: tánh cùng mình người bao trùm trời đất, tâm như nhật nguyệt soi sáng trời xuân. Xem tất cả vạn sự vạn vật đều là một thì không còn gì phân biệt. Nguyên văn: âm Hán Việt. Nhược ư tâm ngoại kiến chúng sanh, cập dĩ Phật đạo, nguyện độ nguyện thành. Công huân bất vong, tri kiến bất mẫn. Như thị phát tâm, danh chi vi thiên, nhược chi tự tánh, thị chúng sanh, cố nguyện độ thoát, tự tánh thị Phật đạo, cố nguyện thành tựu, bất kiến nhất pháp, ly tâm biệt hữu, dĩ hư không chi tâm, phát hư không chi nguyện, hành hư không chi hạnh, chứng hư không chi quả, diệt vô hư không chi tướng khả đắc, như thị phát tâm, danh chi vi viên, tri thử bát trùng sai biệt, tắc chi thẩm sát, chi thẩm sát, tắc chi khứ thủ, chi khứ thủ, tắc khả phát tâm, vân hà thẩm sát, vị ngã sở phát tâm, ư thử bát trung, vi tà, vi chánh, vi chân, vi ngụy, vi đại, vi tiểu, vi thiên, vi viên, vân hà khứ thủ, sở vị khứ tà, khứ ngụy, khứ tiểu, khứ thiên, thủ chánh, thủ chân, thủ đại, thủ viên, như thử phát tâm, phương đắc danh vi, chân chánh, phát bồ đề tâm dã. Dịch: nếu ngoài tâm thấy có chúng sinh mình nguyện độ, có Phật đạo nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tiêu mất, phát tâm như vậy gọi là thiên. Nếu biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện viên thành, không thấy một pháp nào lìa tâm mà riêng có, lấy cái tâm hư không phát cái nguyện như hư không, làm cái hạnh như hư không, chứng cái quả hư không, cũng không có cái tướng hư không có thể đắc được, phát tâm như vậy gọi là viên. Biết tám tướng trạng khác nhau trên đây là biết quán xét kỹ càng. Biết quán xét kỹ càng thì biết lấy bỏ, biết lấy bỏ thì có thể phát tâm. Quán xét như thế nào? Là xem sự phát tâm của ta trong tám tướng trạng trên đây là tả hay chánh, chân hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên. Lấy bỏ như thế nào? Là bỏ tả, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên, lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh, phát tâm Bồ Đề. Rằng nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh mình nguyện độ, có Phật đạo nguyện thành, giả như ở bên ngoài tâm của mình thấy có chúng sanh có thể độ, thấy Phật đạo có thể thành, bèn nguyện độ thoát chúng sanh ở ngoài tâm, nguyện thành tựu Phật ở ngoài tâm, công phu không xả, cho rằng độ chúng sanh thành Phật thì có công đức thường không quên, liền mong muốn thành Phật, sanh ra tâm chấp trước, thấy biết không tiêu mất, không thể diệt trừ tà chi tà kiến, chính là không có trừ bỏ đi. Phát tâm như vậy gọi là thiên. Phát tâm như thế, trong tâm thường chấp trước vào một vật, đó gọi là thiên, vì ông không hiểu rõ đạo lý, vẫn còn thiên kiến. Nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, nếu biết tự tánh chính là chúng sanh không lìa tự tánh, tất cả chúng sanh đều ở trong tự tánh. Nếu có thể nhìn thấu suốt như thế, thì tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành, tự tánh là Phật đạo nên nguyện viên thành, vì thành tựu tự tánh Phật đạo không lìa tự tánh, nên mong muốn thành Phật, không thấy một pháp nào lìa tâm mà riêng có,
Không có pháp nào mà có thể chấp trước, bạn không nên sanh ra pháp chấp nào. Nếu cảm thấy có pháp để học, thì đó là bạn ở ngoài tâm học pháp, ngoài tâm cầu pháp, đó là ngoại đạo. Vậy thì phải như thế nào? Lấy cái tâm hư không giống như hư không vậy, phát cái nguyện như hư không. Nguyện của ông cần rộng lớn như hư không, làm cái hạnh như hư không. Các hạnh nguyện của mình cũng phải giống như hư không vậy, chứng cái quả hư không, chứng đắc quả vị rộng lớn như hư không, cũng không có cái tướng hư không có thể đắc được, nhưng vẫn không chấp trước. Không chấp trước hư không có tướng gì, nếu chấp trước có một tướng tồn tại thì đã là chấp trước. Vì thế phát tâm như vậy gọi là viên, phát tâm như thế gọi là viên. Biết tám tướng trạng khác nhau trên đây là biết quán xét kỹ càng. Đã biết tám tướng trạng khác nhau này thì nên cẩn thận quán xét kỹ càng. Biết quán xét kỹ càng thì biết lấy bỏ, biết lấy bỏ thì có thể phát tâm. Biết quán xét kỹ càng thì biết bỏ cái gì, lấy cái gì, như thế mới có thể phát tâm. Quán xét như thế nào? Quán xét như thế nào? Là xem xét sự phát tâm của ta. Trong tám tứ trạng trên đây chính là xem sự phát tâm của ta. Trong tám loại phát tâm này là tà hay chánh, chân hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên. Là tà hay là chánh, là chân hay là ngụy, là lớn hay là nhỏ, là thiên hay là viên. Tự hỏi lấy mình, lấy bỏ như thế nào? Sau khi quan sát kỹ càng đã biết rồi thì nên bỏ cái gì, lấy cái gì, chính là bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Cái tà cái ngụy thì cần phải bỏ đi, cái nhỏ cái thiên cũng cần phải bỏ đi. Lấy chân, lấy đại, lấy viên, cần phải lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Phát tâm như thế mới có thể gọi là chân chánh hiểu rõ phát tâm Bồ Đề, sau này mới có thể viên mãn Bồ Đề rộng lớn như hư không. 2. Chánh tông phần nguyên văn. Âm Hán Việt: Thử Bồ Đề tâm chư thiện trung vương, tất hữu nhân duyên phương đắc phát khởi. Kim ngôn nhân duyên lược hữu thập chủng, hà đẳng vi thập. Nhất giả niệm Phật trọng ân cố, nhị giả niệm phụ mẫu ân cố, tam giả niệm sư trưởng ân cố, tứ giả niệm thí chủ ân cố, ngũ giả niệm chúng sanh ân cố, lục giả niệm sanh tử khổ cố, thất giả tôn trọng kỷ linh cố, bát giả sám hối nghiệp chướng cố, cửu giả cầu sanh tịnh độ cố, thập giả vị niệm chánh pháp đắc cửu trụ cố. Dịch: Tâm Bồ Đề này là vua trong các pháp lành, phải có nhân duyên mới phát khởi được. Nhân duyên ấy, này nói tóm lược thì có 10 thứ là: một là nhớ ơn sâu nặng của Đức Phật; 2. Nhớ ơn cha mẹ; 3. Nhớ ơn sư trưởng; 4. Nhớ ơn thí chủ; 5. Nhớ ơn chúng sanh; 6. Nhớ khổ sanh tử; 7. Vì tôn trọng linh tánh của mình; 8. Sám hối nghiệp chướng; 9. Cầu sanh tịnh độ; 10. Vì mong muốn làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài. Giảng: Thử Bồ Đề tâm chư thiện trung vương. Tâm Bồ Đề này là tâm trí huệ mà mọi người chúng ta đang tìm cầu. Bồ Đề là giác đạo, giác đạo thì trái ngược với không giác đạo. Chúng ta là chúng sanh thì không giác, nếu giác rồi thì sẽ phát tâm Bồ Đề, không giác thì sẽ không biết phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này là vua trong các pháp lành, bất luận chúng ta làm bất cứ việc lành nào cũng không quan trọng bằng việc phát tâm Bồ Đề. Vậy thì phát tâm Bồ Đề nhất định phải có nhân duyên mới phát khởi được, cho nên nói tất hữu nhân duyên phương đắc phát khởi. Nhân là nhân của hột sống, duyên là trợ duyên giúp đỡ tâm Bồ Đề. Nhân là chánh nhân quan trọng, duyên là trợ duyên giúp đỡ cho chánh nhân này phát triển. Tại sao cần phải phát tâm Bồ Đề? Kim ngôn nhân duyên được hữu thập chủng. Này nói nhân duyên ấy có 10 thứ, hà đẳng vi thập. 10 thứ nhân duyên ấy là gì? Nhất giả niệm Phật trọng ân cố. Chúng sanh không biết ân đức, đức từ bi hỷ xả của Đức Phật. Đối với chúng ta, ân này không thể nào hình dung được, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Vì thế ân này trọng nhất, sâu nặng nhất. Bạn xem, Đức Phật tu phước huệ trong ba A Tăng kỷ kiếp. Trong kiếp vun trồng các tướng tốt chỉ là muốn cứu độ chúng ta, là những chúng sanh hiện tiền, lìa khổ được vui. Cho nên trước tự mình phải lấy thân làm gương tu hành, trải qua các thứ khổ cực gian nan, đủ thứ cảnh giới không thể nhẫn, khó chịu được. Cho nên ân đức của Phật là sâu nặng nhất. Nhị giả niệm phụ mẫu ân cố, ân đức của Phật không dễ đáp đền, chúng ta cần phải phát tâm Bồ Đề để đền đáp ân đức của Phật. Còn cha mẹ đối với chúng ta cũng có ân đức sâu dày. Cha mẹ sanh ta ra 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, sau đó lại nuôi dưỡng chúng ta lớn lên thành người,
đó cũng là ân trọng không dễ dàng báo đáp. Tam giả niệm sư trưởng ân cố. Ân đức thứ ba chính là phải nhớ ơn sư trưởng. Sư là những bậc thầy mà chúng ta theo học pháp, học trí huệ. Thầy từ từ dẫn dắt, dạy dỗ chỉ bảo chúng ta, ân này chúng ta cũng cần phải báo đáp. Tứ giả niệm thí chủ ân cố. Thí chủ là những người hộ pháp, chúng ta xuất gia tu hành, học đạo. Thí chủ hộ pháp hộ trì chúng ta tu hành, học đạo. Ân này cũng rất nặng. Nếu chúng ta không phát tâm bồ đề, thì tam tâm bất liễu thủy nan tiêu. Nếu không quét sạch ba tâm, thì dù có uống một miếng nước của thí chủ cũng dường cho, cũng không dễ tiêu được. Nên nhân duyên thứ bốn là phải nhớ ân thí chủ. Ngũ giả niệm chúng sanh ân cố. Chúng sanh đối với ta cũng đều có ân. Tất cả chúng sanh hoặc là có mối quan hệ tương đương với chúng ta, cho nên chúng ta cũng cần phải báo ân. Lục giả niệm sanh tử khổ cố. Thứ sáu là nhớ khổ sanh tử, chúng ta cũng cần phải phát tâm bồ đề. Thất giả tôn trọng kỷ linh cố. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Chúng ta đã có Phật tánh thì nên phát tâm bồ đề, viên mãn thành tựu Phật tánh của chúng ta. Cho nên cần phải tôn trọng giác tánh linh minh vốn có của mình. Bát giả sám hối nghiệp chướng cố. Nhân duyên thứ 8 phát tâm bồ đề là phải sám hối nghiệp chướng của mình, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ. Kiểu giả cầu sanh tịnh độ cố, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được gặp Đức Phật A Di Đà. Thập giả vị niệm chánh pháp đắc cửu trụ cố. Chúng ta phát tâm bồ đề, tu hành học đạo, lại có thể chân chánh tu đạo, đó chính là chánh pháp tồn tại lâu dài. Nếu không phát tâm bồ đề tu hành học đạo thì chánh pháp không thể trụ thế lâu dài. Có 10 loại nhân duyên như thế, cho nên bất luận là người nào cũng nên phát tâm bồ đề, khiến cho tâm bồ đề sanh ra. Không nên cho rằng chúng ta tu hay không tu không có quan hệ gì đến người khác. Chúng ta cùng với khắp cả thế giới đều có mối quan hệ lẫn nhau. Cho nên nếu chúng ta phát tâm bồ đề thì Phật Pháp sẽ tồn tại lâu dài ở thế gian này. Không phát tâm bồ đề thì Phật Pháp sẽ mất đi. 2. Niệm Phật trọng ân, nguyên văn. Âm Hán Việt, Vân Hà niệm Phật trọng ân, vị ngã Thích Ca Như Lai tối sơ phát tâm, vị ngã đẳng cố hành Bồ Tát Đạo, kinh vô lượng kiếp, bị thọ chư khổ, ngã tạo nghiệp thời, Phật tắc ai lân, phương tiện giáo hóa, nhì ngã ngu si, bất tri tín thọ, ngã đoạn địa ngục, Phật phục bi thống, dục đại ngã khổ, nhi ngã nghiệp trọng, bất năng cứu bạt, ngã sanh nhân đạo, Phật dĩ phương tiện, linh trùng thiện căn, thế thế sanh sanh, tùy trục ư ngã, tâm vô tạm xả, Phật sơ xuất thế, ngã thượng trầm luân, kim đắc nhân thân, Phật dĩ diệt độ, hà tội nhi sanh mạt pháp, hà phước nhi dự xuất gia, hà chứng nhi bất kiến kim thân, hà hạnh nhi cung phùng xá lợi, như thị tư duy, hướng xử bất trùng thiện căn, hà dĩ đắc văn Phật pháp, bất văn Phật pháp nhân tri thường thọ Phật ân, thử ân thử đức khâu sơn nan dụ, tự phi phát quảng đại tâm, hành Bồ Tát đạo, kiến lập Phật pháp, cứu độ chúng sanh, túng xử phấn cốt toái thân, khởi năng thủ đáp, thị vi phát Bồ đề tâm, đệ nhất nhân duyên giã. Dịch: thế nào là nhớ ơn nặng của Phật? Đức Phật Thích Ca Như Lai của ta, lúc mới phát tâm đã vì chúng ta mà tu Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các thứ khổ cực. Khi ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không chịu tin theo. Ta đọa địa ngục, Phật càng thương xót, muốn thay ta chịu lấy khổ sở, nhưng vì nghiệp ta quá nặng, không thể cứu vớt. Ta sinh làm người, Phật dùng phương tiện khiến cho ta gieo trồng căn lành. Đời đời kiếp kiếp, Phật luôn theo ta, lòng không tạm bỏ chốc lát. Khi Phật xuất thế, ta còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ. Tội lỗi gì mà sinh vào thời mạt pháp? Phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia? Nghiệp chướng gì mà không thấy được thân vàng của Phật? May mắn nào lại được cung nghênh xá lợi của Ngài? Suy nghĩ như vậy mới thấy, nếu đời quá khứ không gieo trồng căn lành, thì làm sao được nghe Phật pháp? Không nghe Phật pháp thì làm sao được biết thường thọ ân đức của Phật? Ân đức này núi non cũng khó sánh bằng. Nếu không phát tâm quảng đại hành Bồ Tát Đạo, xây dựng hộ trì Phật pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho tan xương nát thịt cũng không thể đền đáp được. Đó là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề. Giảng: Vân Hà niệm Phật trọng ân, nhân duyên thứ nhất. Ở trên đã nói sơ lược về ý nghĩa nhớ ơn sâu nặng của Phật.
Sao gọi là nhớ ơn sâu nặng của Phật? Dưới đây sẽ trình bày rõ ràng. Vị ngã Thích Ca Như Lai tối sơ phát tâm, vị ngã đẳng cố hành Bồ Tát đạo. Vị là nói, là những điều chưa, là những điều được nói. Nói cái chi? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nguyên nhân ban đầu phát tâm Bồ Đề là gì? Chính là muốn cứu độ chúng ta, là những chúng sanh hiện đời. Ngài mới hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo chính là muốn lợi người, đời đời kiếp kiếp đều vì làm lợi ích cho người. Kinh Vô Lượng Kiếp, bị thọ chư khổ, trải qua thời gian dài đằng đẵng, vô lượng kiếp, nhiều kiếp đếm khôn xiết, trong thời gian ba tăng kỳ kiếp tu phước tu huệ, chịu đựng các thứ khổ cực đắng cay, ngã tạo nghiệp thời. Khi chúng ta tạo nghiệp, Phật tắc A Lân phương tiện giáo hóa, Đức Phật thương xót chúng ta, cho nên Phật muốn thay chúng sanh chịu khổ. Phật muốn đem cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình. Đối với nghiệp mà chúng ta đã tạo, Phật đều thương xót tha thứ cho chúng ta. Ngài dùng các thứ phương tiện quyền xảo, thí dụ thuyết minh để giáo hóa chúng ta, khiến chúng ta sửa ác làm lành, sửa lỗi làm mới cuộc đời, phát tâm Bồ Đề, nhì ngã ngu si, bất tri tín thọ. Phật từ bi đối với chúng ta như thế mà chúng ta quá ngu si, rất dại khờ, không hiểu rõ ân đức của Phật đối với chúng ta, vì thế không tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài.